Chỉ còn gần 3 tháng nữa là chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng chính thức ở lớp 1. Vào thời điểm này, các trường học trên cả nước đã hoàn tất việc chọn lựa sách giáo khoa. Công việc còn lại chủ yếu là làm sao để đội ngũ giáo viên sẵn sàng đổi mới cả về nhận thức, kỹ năng và phương pháp dạy học. Theo công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành vào sáng nay, tất cả các giáo viên tham gia dạy học sinh lớp 1 năm nay đều phải tham gia tập huấn sách giáo khoa mới. Các địa phương có trách nhiệm phối hợp với các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trên địa bàn mình để tổ chức các lớp bồi dưỡng dành cho giáo viên. Thời gian bồi dưỡng sẽ diễn ra trong tháng 7 và không quá 2 ngày mỗi lớp tại tỉnh. Như vậy là khá thuận lợi cho các giáo viên nếu các trường đã kết thúc năm học. Kết thúc đợt bồi dưỡng, các giáo viên được đánh giá thông qua bài thu hoạch theo quy định. Những giáo viên không tham gia tập huấn hoặc không đạt mức đánh giá theo yêu cầu thì không được bố trí dạy lớp 1 năm học sau. Lâu nay thì các giáo viên đã quen dạy học bám sát vào nội dung sách giáo khoa, thậm chí nhiều thầy cô đúng đến từng câu từng chữ. Chính vì thế, cuốn sách giáo khoa hiện hành được coi như là pháp lệnh đối với giáo viên. Nhưng điều này sẽ hoàn toàn thay đổi trong thời gian tới. Chúng ta sẽ cùng nhìn theo hình ảnh này như quý vị đang thấy ở đây. Chương trình khung với mục tiêu yêu cầu, mục tiêu được đặt ra cần đạt ở cuối mỗi lớp học là pháp lệnh mà mỗi giáo viên cần được đảm bảo. Còn 5 bộ sách giáo khoa được ví như những con đường khác nhau để giáo viên và học sinh có thể đạt đến mục tiêu đề ra của chương trình này. Điều này đã làm thay đổi căn bản cách dạy học của người thầy. Trong đó thì vai trò chủ động của mỗi giáo viên trong việc biên soạn giáo án, tổ chức kế hoạch dạy học được đề cao hơn trước. Và sự sáng tạo và tâm huyết của mỗi thầy cô sẽ đưa học sinh đến đích bằng những cách riêng của chính bản thân mình. Trường tiểu học Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm học tới đây, dự kiến trường này sẽ đón khoảng 245 học sinh vào lớp 1. Sau khi làm việc theo đúng quy trình, trường đã chọn lựa 3 bộ sách giáo khoa cho 9 môn học. Cô giáo Bùi Thị Bích Liên cho biết rất thích các bộ sách giáo khoa mới. Về kênh chữ, kênh hình thì thật sự là tôi cảm thấy là bắt mắt. Bắt mắt thực sự và tôi cảm thấy là bị hút hồn luôn ấy. Hai nữa là về phần nội dung thì tất cả các bộ sách tôi đều thấy rất là hài lòng. Nếu có thể mà được dạy tất thì rất là tốt. Thế nhưng mà bây giờ mình cũng chỉ được chọn một sao cho nó phù hợp nhất với cái điều kiện thực tế của trường mình cũng như là địa phương mình. Tiếc vì không thể chọn được cả 5 bộ sách giáo khoa để dạy học là tâm trạng của không ít giáo viên. Thế nhưng theo các chuyên gia về chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên chọn một bộ sách để dạy nhưng vẫn có thể tham khảo các bộ sách còn lại bởi giáo án của các thầy cô không nhất thiết phải bám sát sách giáo khoa. Chúng tôi chỉ có một đầu sách thôi, thế nhưng trong thư viện các nhà trường thì đều phải đầy đủ tất cả các bộ sách. Việc ấy để làm gì? Để cho giáo viên phải trực tiếp nghiên cứu. Có nghiên cứu như vậy thì chúng ta mới có những cái sự so sánh để có cái lựa chọn kiến thức dạy cho học sinh tối ưu nhất. Sách giáo khoa không còn là pháp lệnh mà chỉ là phương tiện cung cấp các chất liệu dạy học cho giáo viên. Còn sử dụng chất liệu nào, tổ chức hoạt động gì, dạy chủ đề nào trước, chủ đề nào sau, hoàn toàn do sự chủ động của giáo viên, miễn sao đảm bảo đúng yêu cầu đặt ra của chương trình môn học. Chúng tôi có lựa chọn nhiều bộ sách giáo khoa thì chúng tôi vẫn phải dạy học và đáp ứng theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Và sách giáo khoa chỉ là một phương tiện để chúng tôi đạt tới cái chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt cho các lớp thôi. 5 cái bộ sách nó chỉ là 5 con đường đi để chúng ta đến cái đích của chúng ta trong chương trình dạy. Vì vậy tôi thấy nó không phải là khó khăn và tôi đã tuyên truyền đến với giáo viên của tôi là như vậy. Khi sách giáo khoa không còn là pháp lệnh, nhất nhất phải làm theo mà chỉ là một học liệu quan trọng cho giáo viên tham khảo dạy học thì chính các thầy cô cũng phải thay đổi, năng động, sáng tạo, dám thử nghiệm nhiều hơn để làm mới chính mình và bài giảng của mình mỗi ngày. Trong ngành giáo dục thì có một từ được nhiều người nhắc tới, đó là thợ dạy. Từ này dùng để chỉ những cái giáo viên chỉ dạy học theo một cái lối nhất định, lối mòn, theo một bài giảng đã soạn sẵn từ lâu. Việc giáo viên dạy học thiếu sáng tạo không chỉ khiến cho bài giảng trở nên nhàm chán, buồn tẻ mà còn thiếu hiệu quả. Nếu giáo viên dập khuôn, làm theo những điều có sẵn lặp đi lặp lại qua từng năm học thì cũng có thể đào tạo ra một thế hệ học sinh chỉ biết ăn sẵn, thiếu tìm tòi, trăn trở hay là sáng tạo. Chỉ khi giáo viên là người truyền cảm hứng, họ mới có thể dẫn dắt tốt lớp học và thổi bùng ngọn lửa đam mê học tập trong lòng của mỗi học sinh. Trong hoạt động dạy học thì tất cả các yếu tố đều quan trọng, từ mục tiêu dạy học cho đến nội dung dạy học, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đều quan trọng. Nhưng mà xét cho cùng thì mục tiêu là cái yếu tố quan trọng nhất. Nó quyết định hết tất cả các cái yếu tố còn lại của quá trình dạy học. Nếu như giáo viên nắm vững được cái mục tiêu được quy định trong chương trình
và được cụ thể hóa trong các cái bài học và các cái hoạt động dạy học trong một cái cuốn sách giáo khoa cụ thể, thì họ hoàn toàn có cái quyền linh hoạt trong việc lựa chọn, tổ chức sắp xếp các cái chất liệu, các cái nội dung dạy học, miễn sao mà đạt đến cái mục tiêu một cách hiệu quả nhất. Cái cách tiếp cận dạy học mới như vậy, nó tạo một cái không gian sáng tạo cho giáo viên. Chứ các thầy cô không phải phụ thuộc quá nhiều vào cái nội dung dạy học, vào cái chất liệu dạy học được lựa chọn, được thiết kế trong một cái bộ sách giáo khoa cụ thể nữa. Để chuẩn bị cho đổi mới giáo dục trong 10 năm qua, hàng loạt những văn bản đã được ban hành nhằm từng bước tạo tiền đề cho việc thay đổi cách thức quản lý, xây dựng một chương trình cho nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên. Và thực tế đã chứng minh, ở đâu những người đứng đầu ngành giáo dục các cấp quyết liệt và thực sự thay đổi tư duy, quản lý, thì ở đó giáo dục tiến gần hơn với lộ trình đổi mới. Và trong phóng sự tiếp sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng đến thăm một số ngôi trường tiểu học ở tỉnh Lào Cai, một trong những địa phương đi đầu về đổi mới giáo dục. Tiết học với chủ đề Nơi em sống của lớp 1A1 trường tiểu học Sapa, Lào Cai được khởi động như thế này. Tô màu bản đồ nơi em đang sinh sống. Trình bày trước lớp về đặc điểm không gian, địa lý gắn với cuộc sống hàng ngày của gia đình. Cùng xem tranh và định vị các địa điểm quen thuộc với cuộc sống xung quanh em. Tiết học kết thúc rất nhanh vì các học sinh đều hào hứng tham gia các hoạt động. Cả lớp con thì có hoạt động như là phát biểu, rồi được trả lời, rồi sau đó mình được vẽ tranh, tô màu và là nhà đất nặn ạ. Giáo viên là phải tự học rất là nhiều, tự tìm tòi, tự nghiên cứu. Ví dụ trong sách, trong các tài liệu của chương trình giáo dục phổ thông mới là chúng tôi cũng đã nghiên cứu bắt đầu từ năm ngoái. Hiện tại là cũng có rất nhiều những cái bài dạy mẫu của các tiết học thì chúng tôi cũng vào tìm hiểu, tham khảo. Một lớp học khác diễn ra ngay ở sân trường, tiết toán với chủ đề Tiền Việt Nam. Học sinh được phát các tờ giấy in hình tượng trưng cho các mệnh giá tiền khác nhau để tính toán mua sắm đồ dùng. Nhờ đó, các em học cách tính nhẩm, cách lựa chọn đồ để mua sắm cho phù hợp với túi tiền của mình. Từ 5 năm nay, các trường tiểu học ở Lào Cai đã đổi mới theo hướng này. Thay vì lối quản lý áp đặt, các hiệu trưởng giao quyền chủ động thiết kế bài giảng cho giáo viên. Lãnh đạo nhà trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đóng vai trò nòng cốt về chuyên môn, vừa sinh hoạt chuyên môn với các thầy cô giáo viên, các tổ chuyên môn, nhưng đồng thời với là tư vấn thúc đẩy các thầy cô để thực hiện tốt nội dung này và chuyển từ cái việc là quản lý trước đây sang cái việc là quản trị trường học, giao quyền tự chủ cho các thầy cô nhưng thực hiện cái việc là quản trị cái quyền mà các thầy cô thực hiện cái tự chủ đó. Trước đây hiệu trưởng quản lý chuyên môn, quản lý hoạt động dạy học bằng một kế hoạch và xuất phát từ hiệu trưởng, bằng một cái pháp lệnh từ trên xuống dưới. Còn bây giờ hiệu trưởng quản lý chuyên môn tại nhà trường bằng cách là giao cho giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch của chính bản thân mình, của môn mình. Và hiệu trưởng dựa trên cái đề xuất đó để mà xây dựng thành kế hoạch của nhà trường. Mong muốn là các cấp lãnh đạo từ cấp trên trở xuống là cũng phải đổi mới, cũng phải nắm bắt, cũng phải tập huấn, cũng phải tư duy để làm sao nó thành một chu trình thì dưới cán bộ quản lý giáo viên đỡ vất vả. Thử nghiệm nhiều mô hình giáo dục mới, mạnh dạn áp dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau. Những thành công của ngành giáo dục tỉnh Lào Cai cho thấy giáo dục sẽ đổi mới thành công một khi địa phương nắm chắc các hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước, các cấp lãnh đạo quyết liệt đổi mới giáo dục. Hiệu trưởng các trường dám nghĩ, dám làm, chú trọng xây dựng văn hóa nhà trường theo hướng dân chủ, sáng tạo, tôn trọng người thầy. Học sinh sẽ là người được hưởng lợi cuối cùng từ chính những thay đổi tích cực này.